đi đi đi, anh mới mua hai tấm vé đi du lịch, đi liền đi. Quà 8 tháng 3 của em hả? Đúng rồi, quà 8 tháng 3 cộng thêm lý do nữa là cái ngày kỷ niệm hai đứa mình quen nhau. Gì vậy? Ngày nào đó ngày nào chứ? Thì ngày hai cái chập một cũng được hả? Mà thôi dẹp đi. Da em nè đang thô ráp, người mệt mỏi, đi du lịch để cho da xấu thêm hay gì? Tưởng gì? Cái đó dễ, anh sẽ mua cho em viên vitamin C Solga, vitamin C 500mg with rose hip. Với công thức là nụ tầm xuân và cộng với vitamin C sẽ giúp cho em cải thiện lão hóa, với lại tăng cường sức đề kháng, chỉ một viên mỗi ngày. Sao không nói sớm? Đi đi.